0919 và số điện 0. Và vừa rồi đó chúng ta có nghe một phần sau cùng của cái đoạn mà video của nhà cụ Vương Văn Thả. Nhà cụ Vương Văn Thả đã bị bao vây rồi là 12 ngày nay rồi, thưa quý anh chị em. Thì hôm nay TV256 muốn chia sẻ với đồng bào trong quốc nội đó là hãy tìm mọi cách để cứu cụ Vương Văn Thả này. Và TV xin báo cho quý anh chị em biết là hiện nay đó là cụ ở cái địa chỉ là số 583 tổ 6 ấp Vĩnh Lịnh, xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang nha. Dạ, xin quý anh chị em nhớ cho cái số địa chỉ đó nha. Đặng chúng ta có thể, đây là những lời kêu gọi để mà tất cả đồng bào trong nước. Lễ phát kính chào, đúng 6 giờ sáng bà con sẽ có mặt tràn ngập vào miền Tây tìm ngay chân Vương Văn Thả. Có trời vàng ba sọc đỏ tới ngay tôi chấp nhận tôi sẽ ra đường dẹp cộng sản. Bà con cứ lên được y như vậy, thành thật kính lại cảm ơn. Dạ, đó là những cái lời mà sau cùng của anh Vương Văn Thả nha. Dạ, TV xin TV không còn làm ốp ở Pao Thoát nữa đâu, bạn Lâm Mạnh Di nha. Hôm nay thấy rất là đau lòng mà quý anh chị em mà có thời giờ đó, quý anh chị em vào cái video clip sau cùng của cụ Vương Văn Thả đó. Thì nếu mà quý anh chị em nghe thì chắc là cầm lòng hắn đầu đó. Cái gia đình 7 người mà bây giờ có 2 người người ta muốn cứu lại bị nhốt chung luôn. Mình nhốt chung luôn một cái trong căn phòng rất là nhỏ, 9 người gọi là không có đủ mà oxygen để thở nữa. Đại khái là như vậy đó. Mà căn nhà đó mà mình dòm thấy những cái hòn đá mà họ trội lên vô trong nhà đó, nó kinh hoàng ghê lắm. Những hòn đá mà nó bự, bự gọi là bằng cái bàn tay của TV256 như vậy. Mà nó trội vô nhà người ta là không cần bất kể người ta ở đâu, nó có thể chết người bất cứ lúc nào. Trong nhà đó lại có một cái cụ già đó là trên 80 tuổi rồi, mà cụ lại bị tật nguyền nữa. Rồi có đứa em bé 14 tuổi cũng bị tật nguyền, và đứa bé mới sinh 4 tháng cũng rất là yếu. Mà suốt 12 ngày rồi, thưa quý anh chị em, suốt 12 ngày nhà nước rất là nhẫn tâm, rồi là cúp điện, rồi cúp nước nữa, rồi cúp cả điện thoại nữa, cúp cả đại khái là internet nữa. Nhưng mà mình không biết sao là cụ Vương Văn Thả vẫn còn gọi là nói được một chút xíu, là mình không biết, có thể là có những cái cục pin nó dự trữ đó, thành ra mới có thể liên lạc với chúng ta những cái giờ phút sau cùng như vậy. 12 ngày mà không nước, thức ăn cũng cạn kiệt, thì ông Vương Văn Thả mới là nói rằng là 9 người ở trong căn nhà này đó chắc chỉ còn, theo cái ước lượng là chỉ còn sống có 3 ngày nữa thôi. 3 ngày nữa thôi chứ không có nhiều đâu. Thành ra đó, ông Vương Văn Thả đó,
cái thần nhìn mặt là biết nghiện rượu. Lê Thế Anh, đừng có nói tầm sàn nghe không? Thấy không? Mình nói như vậy đó, nó tổn hại lắm. Mình biết thì mình nên nói, chứ mình đừng có làm như vậy. Mình nên cẩn trọng cái lời nói của mình, chứ mình không muốn, mình muốn chụp mũ ai là mình chụp mũ. Bỏ cái thói như vậy đi. Những cái thói đó nó không tốt. Thì TV256 kêu gọi quý anh chị em đó là tìm mọi cách để đến cái nhà mà địa chỉ của anh Vương Văn Thả đó. Cứ đến cái địa chỉ đó để có thể là hỗ trợ cứu giúp cho ông Vương Văn Thả. Mọi người đó, cái trường hợp này đó, nó không phải là trường hợp cá nhân đâu. Cái trường hợp này là cái trường hợp của cả nước. Đó là nguyện vọng của cả nước. Nguyện vọng của cả nước là người ta không có chấp cái chế độ cộng sản. Cộng sản là cái chế độ nó tội ác. Những đảng cộng viên cộng sản là những đảng viên gọi là tội ác. Ít nhất là họ cũng là cái phường vô liêm sỉ. Mà TV256 thì chứng minh nhiều lần là tại sao chúng ta có thể gọi thẳng họ là những cái tên vô liêm sỉ. Tại vì đó, chúng ta tìm thấy một người cộng sản giờ này không còn ở trên đất nước chúng ta nữa. Đâu có ai tự nhận dỗ mực mình là người cộng sản nữa đâu. Nếu anh cộng sản thì anh phải dựa theo cái chủ thuyết của cộng sản. Anh phải dựa theo cái nền tảng của cái chủ nghĩa cộng sản là vô sản chuyên chính. Hiểu không? Là cái chủ thuyết của cộng sản nó dựa theo cái nền kinh tế tập trung, nền kinh tế chỉ huy, công nông trường. Tất cả những cái nền tảng như vậy đó các anh đã quăng bỏ hết rồi. Mà các anh vẫn dùng cái tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì nói thật đó, TV256 hoặc là bất cứ người nào chỉ vào bản mặt của anh nói là cái anh là vẫn còn tiếp tục là đảng viên Đảng Cộng sản đó, là anh là người vô liêm sỉ. Anh là những tên treo đầu dê bán thịt chó. Thật sự là vậy. Thành ra đó, ngày hôm nay đó, mà muốn cứu cả dân tộc này đó, nó đơn giản thôi. Nó thật, cá nhân của TV256 đó nghĩ rằng nó các anh nó cứ giữ quyền hành đó đi. Các anh không cần phải xuống. Chúng ta cũng không cần lật đổ các anh nữa. Nhưng mà các anh làm lơ ơn đó, lên tiếng cùng đồng bào là từ hôm nay Đảng Cộng sản Việt Nam phải bị giải tán. Chúng tôi giải tán cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng này đã từng gây ra tội ác cho đồng bào. Và chúng tôi xin lỗi đồng bào, chỉ có đơn giản như đó thôi. Các anh có quyền cầm quyền. Không có ai mà lật đổ các anh. Và các anh đó là những anh hùng của dân tộc. Cứu cả dân tộc thoát khỏi cái ách cộng sản. Chúng tôi không có muốn cái kiểu mà treo đầu dê bán thịt chó. Treo đầu dê bán thịt chó là chúng tôi không thể chấp nhận những con người vô liêm sỉ như vậy. Cộng sản cho ra cộng sản. Cộng sản cho ra cộng sản giống như thằng Bắc Hàn đó. Đó, các anh làm cộng sản như vậy đi. Còn các anh bây giờ đang thằng nào cũng tư bản, thằng nào cũng là hàng triệu đô la, thằng cầm quyền nào cũng hàng triệu đô la. Các anh là những tư bản gốc. Các anh đâu có phải còn là người cộng sản nữa đâu. Mà nhân dân chờ đợi cái gì? Nhân dân chờ đợi cái tên Đảng Cộng sản phải bị dứt bỏ. Các anh đổi thành cái đảng nào cũng được. Đổi thành đảng lao động, đảng tự do, đảng gì cũng được hết. Mà còn cái Đảng Cộng sản là chúng tôi còn đấu tranh đến cùng. Các anh vẫn còn gọi là mưu mô, rồi là bá đạo để mà cướp người dân. Cướp người dân bằng cái cách này, cách khác, đủ thứ. Chúng tôi hiểu rõ là Đảng Cộng sản là đảng tội ác. Nó thật đó. Thành ra đó, tên mà tội ác đầu tiên mà cần phải chém đầu nhất là Nguyễn Phú Trọng. Nó thẳng ra như vậy.
Nếu mà Nguyễn Phú Trọng trước mặt tôi là tôi có thể tát bạc tay liền, tôi có thể giết luôn cả Nguyễn Phú Trọng. Đây là cái tên mà tàn ác, còn tất cả chúng tôi coi là nạn nhân thôi. Ít ra mình cũng phải biết cái đất nước mình đau khổ như thế nào. Ít ra mình phải biết cái người dân mình hiện tại đau khổ như thế nào. Và mình phải biết cả thế giới người ta ruồng bỏ cái đảng Cộng sản đó. Người ta chửi cái đảng Cộng sản đó. Và người ta lên án, người ta cho là tội ác. Nghị quyết 1884 của ông cháu. Sự thật là nó như vậy. Thành ra người ta mong muốn cái gì? Mình phải biết người dân người ta mong muốn chứ. Đó. Chẳng những đó, các anh mà từ bỏ cái đảng Cộng sản đó thì nói thiệt đó, các anh là những người anh hùng. Và các anh phải hiểu rằng cái tên gián điệp Tàu là cái tên Hồ Chí Minh. Nó gây tội ác bị vì nó mang cái đảng Cộng sản về. Người ta đâu có cần đòi hỏi các anh gì đâu. Các anh từ bỏ đảng Cộng sản là các anh phải tự động phải dẹp cái lăng Hồ Chí Minh rồi. Tại vì cái tên đó nó đem lại cái chủ nghĩa Cộng sản cho vô cái đất nước này. Thì lẽ dĩ nhiên là các anh phải từ bỏ chứ. Chuyện nó đâu có khó đâu. Các quốc gia khác người ta làm được. Gorbachev làm được mà, giải tán cái đảng Cộng sản được mà. Tại sao các anh không có đủ can đảm để làm như vậy? Mà vẫn tiếp tục như vậy, nó để người dân khổ đến biết mấy. Mỗi ngày TV cứ nói 2-3 tiếng riết rồi cũng khang tiếng. Đúng thấy không? Cá nhân của TV cũng 2-3 tiếng, con người cũng có hạn thôi. Mở miệng ra mà nói nhiều quá rồi lên tăng xong máu rồi lại là khang tiếng nữa. Mà thử hỏi quý anh chị em thấy TV có kiếm một đồng bạc nào không? Mình đấu tranh là mấy chục năm nay rồi, 40 năm nay. Lúc nào cái lòng cũng hướng về đất nước á. Mà không có người Việt nào hải ngoại nào mà kiếm cái đồng tiền hết á. Không có người Việt nào mà muốn đấu tranh là phải bỏ tiền ra, bỏ tiền túi ra để mà thực hành cái cuộc đấu tranh. Biết đó là cái trách nhiệm công dân của một người Việt Nam. Mỗi người Việt Nam đều phải có trách nhiệm với quê hương, với tổ quốc của mình hết. Chúng tôi ra ngoài này, chúng tôi thấy được cái thế giới nó thay đổi như thế nào. Cái thế giới nó giàu mạnh, nó nhờ người dân được tự do, hạnh phúc. Nó thật sự là một thế giới nó dân chủ. Dân chủ nó mới có tạo được cái sự hạnh phúc, cái tiến bộ vượt bậc như vậy. Cái đất nước nào mà dựa theo tự do dân chủ đều giàu có hết. Nói thật đó thì trong cái giờ phút này đó, TV kêu gọi là mọi người đó đến nhà ông Vương Văn Thả được cứu ông Vương Văn Thả. Thành ra đó, hôm nay đó, TV cũng không muốn mà đem cái thời giờ của mình để mà ra mà tranh luận với những cái người mà theo Cộng sản. Các anh đó thì TV hứa rằng là không bao giờ chúng TV đá những cái tên Cộng sản đó. Những tên Cộng sản cần được gọi là tranh luận với TV. Muốn mà điều mà mình nghĩ mình đúng á, thì mình cứ tranh luận thẳng với TV 2 năm sau. TV hứa rằng là sẽ trả lời thỏa đáng cho các anh mà có cái ý nghĩ là Cộng sản đúng, có cái nghĩ là nhà cầm quyền đúng. Và TV cũng chấp nhận các anh chửi, không? Các anh chửi rất là khốn nạn ở trong đây nè, thấy không? Không? Thì TV vẫn chấp nhận, không có
không có xóa những comment của các anh đâu, cứ chửi tự nhiên. Nếu mà nghĩ rằng TV 256 là cái thằng này thằng nọ gì đó, cứ tự nhiên, không sao đâu. TV đã quen quá rồi, hiểu không? Cứ càng chửi nhiều trong cái trang nhà của TV 256 là TV cảm ơn quý anh chị. Thứ nhất là TV cảm ơn là các quý anh chị đã biết đến, tìm đến một cái chỗ đúng để mà sinh hoạt. Sự thật là chỗ này là chỗ đúng để sinh hoạt. Bất cứ các anh em nào mà nghĩ rằng người cộng sản đúng, mình là công dân của cái nước cộng sản, thì cứ đến đây sinh hoạt với TV 256. TV hứa danh dự là không có unfriend, hay là không có đá ra khỏi diễn đàn. Nguyên TV không làm như thế đâu. Và các anh em đó có quyền chửi tự nhiên. Tự nhiên là tại vì cái cuộc sống mà lâu đời mấy chục năm của các anh rồi thì TV đâu có thể mà sửa đổi một chiều, một sớm một chiều được. Phải không? Nó thuộc về bản chất rồi. Thành ra cái đó TV chịu thua thiệt. Nhưng mà TV vẫn vui lòng để là cắt nghĩa cho quý anh chị em. Thấy không? Nó, con người nó dù là cái bản chất đó, nhưng mà TV nghĩ rằng cái bản chất nó thay đổi được chứ không phải là không thay đổi được. Thấy không? Cái bản chất nó thay đổi từ từ. Thấy không? Năm tháng rồi từ từ nó cũng thay đổi. Tại sao mình thấy biết bao nhiêu người cuồng hồn, cuồng đảng mà họ thay đổi đó. Họ thay đổi được chứ đâu phải là họ không thay đổi đâu. Thành ra các anh ký việc chửi tự nhiên, cộng sản chỉ biết nói vị thôi, đỉnh cao trí tuệ Hồ Chí Minh chỉ tôn thờ. Dạ, đúng như vậy đó. Võ Hạ mình, họ chỉ biết chửi thôi. Trong khi đó, đó mình con người đấu tranh, mình con người mà quốc gia hồi nào gì mình không quen, mình không quen mà xúc phạm người khác mà trước công chúng đâu. Nhưng mà đối với người cộng sản họ lạ lùng lắm. Họ gặp mặt mình là họ chửi trước. Họ chửi trước những cái câu mà rất là tục tiểu, biết không? Nhưng mà TV quá quen rồi. 15 năm mà mình sử dụng bao tót là TV đã có cái căn bản rồi. Thấy không? Có đủ 12 thành công lực rồi. Thành ra những cái lời chửi nhiều khi nó làm cho cái động cơ, động cơ để mình có thể mình chia sẻ nó hay hơn. Chứ nhiều khi nữa, mình nhớ thời gian mà mình làm việc ở trên Pao Top đó, nhiều khi đó mình thiếu cái chất xúc tác. Mình nói nhiều khi mình mà không có ai trả lời, không có ai đặt câu hỏi gì, mình nói riết rồi người ta nghĩ là giống như mình nói cá nhân, mình nghĩ mình giống như thằng khùng luôn đó. Thành ra đấy, TV không có ngại đâu. Mấy anh em mà gọi là có thể là tự mình cho mình là dư luận viên đó, thì nên ở lại với cái chương trình của TV 256, cái chương trình nói chuyện của TV 256 lúc nào cũng là chào đón các anh mà gọi là cộng sản đó, dư luận viên gì đó, chúng ta chấp nhận hết nha. Tại vì các cá nhân TV 256 từng thưa với quý anh chị là em rằng là tất cả đều là nạn nhân, chỉ có mấy cái tên mà cầm quyền thôi mà đặt. Mà thấy TV nó đặc nhất là cái tên cầm đầu đó. TV chỉ đánh tên cầm đầu thôi. Tên nào mà cầm đầu là TV 256 đánh tên đó. Và tất cả đều là nạn nhân hết. Mà bây giờ đó, mà Nguyễn Phú Trọng mà nó rớt chức rồi đó, mà người khác lên đó, người khác lên mà vẫn tiếp tục còn cái cả đảng cộng sản đó, TV đánh tiếp nữa. Đó là tên mà kẻ thù mà của dân tộc. Tại vì tên cầm quyền, khi mà nó cầm quyền nó thay đổi được cái bộ máy. Mà nó không dám thay đổi bộ máy là mình phải đập cho nó tối đa. Thấy không? Nó phải thay đổi thì nó mới trở thành một người anh hùng, cứu cả toàn dân tộc. Đó.
mình cho cái nó cái cơ hội để mà nó đoái công chuộc tội ấy. Mình đâu phải là mình không cho nó cơ hội đâu. Nhưng mà làm ơn biết cái đảng cộng sản là tội ác thì phải giải tán đảng cộng sản, chỉ có yêu cầu đơn giản như thôi thôi, không có cần phải lật đổ nó. Còn nó mà cà chớn quá thì đến ngày người dân nóng quá thì mình muốn cái đất nước mình, sự thật là mình muốn cái đất nước mình thanh bình, chứ mình không muốn là đổ máu. Cái đó là cái điều đó mình suy nghĩ như vậy. Chứ để mà người dân mà lúc đó người ta ghét mình rồi, người ta xuống đường một đồng loạt xuống đường mà với bơm xăng rồi với dao với rửa với mát rồi đó, như là người mà ông Vương Văn Thả đề nghị đó. Nói thiệt đó, đối với hiến pháp đó, ông Vương Văn Thả không có tội gì. Ông có quyền tự do ngôn luận để mà ông nói những cái điều mà ông suy nghĩ. Ông chưa có hành động gì hết. Một con người, người ta có quyền tự do ngôn luận để người ta nói những cái gì người ta suy nghĩ. Người ta không có hại ai hết á. Mình nên nhớ cái thế giới tự do nó tôn trọng cái quyền tự do ngôn luận. Ông Dương Văn Thả dù có nói là dùng bom xăng hoặc là dùng bất cứ thứ gì, dùng dao, dùng rựa để mà tổng nổi gì, ông Dương Văn Thả có quyền nói điều đó. Ai cũng trên gọi là 18 tuổi rồi, 18 tuổi biết đọc, biết viết, biết hiểu, biết rồi, thì ông Dương Văn Thả có quyền nói điều đó. Hiểu không? Đừng có nói rồi sau này rồi tại vì nghe lời xúi dục của Dương Văn Thả. Cái chủ nghĩa cộng sản này, cái tuổi cộng sản này nó rất khốn nạn chỗ đó. Thì nó bắt ai đó thì nói là có cái hành động xúi dục. Mà rốt cuộc ai cũng là trên 18 tuổi hết rồi. Trên 18 tuổi là mình, khi mình hành động bất cứ cái điều gì đó thì mình phải có cái sự suy nghĩ của mình chứ. Bên Mỹ đâu có vụ đó đâu. Bên Mỹ là không có cái tội mà xúi dục đâu. Anh trên 18 tuổi là anh phải chịu trách nhiệm cái tiếng nói của anh, cái hành động của anh thôi. Không phải mở miệng ra cái nói tôi bị xúi dục, hoặc là người này xúi dục được kích động người dân ở Đồng Tâm. Mình nghe cái cộng sản mà nói chuyện là mình phát nóng. Cái Đồng Tâm thì TV bảo đảm là không bao giờ mà giải quyết êm thấm được cái Đồng Tâm đâu. Giải quyết cái Đồng Tâm nó là chỉ là giải quyết ngọn thôi, chứ không phải là giải quyết cái gốc của vấn đề. Cái gốc của vấn đề đó là phải người dân có quyền cái sở hữu của cái đất cá nhân của mình, chứ không phải lưu manh như cái bản hiến pháp của 2013 đâu. Cái bản hiến pháp 2013 đó là cái điều 53 đó thì nói là đất đai là sở hữu của toàn dân. Quyền 53 nói thẳng như vậy, tới sự sang quyền năm cái điều mà 54 á thì nói rằng là người dân chỉ có quyền gọi là có quyền sử dụng thôi, sử dụng đất thôi. Hai cái điều mà nó trái cẩn ngẫm như thế nào, còn tất cả là đều do nhà nước quản lý hết. Trong khi điều mà 53 thì cho rằng là sở hữu của toàn dân, cái điều 54 nói ngược lại. Một cái luật pháp như vậy thì làm sao mà có thể điều hành cái đất nước được. Thành ra cái đây là cái trách nhiệm đó, mà cái trách nhiệm của Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải là cái trách nhiệm của ông mà đại tá. Cái ông đại tá mà gọi là chủ tịch ủy ban nhân dân Nguyễn Đức Chung đâu phải là cái trách nhiệm của ông. Cái dân quan này đã xảy ra mấy chục năm rồi, hàng triệu dân quan, mấy triệu dân quan, những cái đơn mà dân quan nó lên tới hàng triệu hồ sơ, người ta nói như vậy.
hàng triệu hồ sơ mà là cái chuyện là của chung của cả nước. Chung cả nước là cái trách nhiệm nó nằm ngay cái tên mà đảng trưởng đó. Tên đảng trưởng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trách nhiệm nó nằm ngay đó chứ không phải trách nhiệm ngay ông đại tá. Đại tá mà ở Hà Nội là coi như anh giải quyết được ở Hà Nội à. Muốn mà giải quyết là cả, phải giải quyết cả đất nước. Đúng không? Dân oan nó xảy ra 63 tỉnh thành chứ đâu phải là nó xảy ra chỉ ở Hà Nội. Mà nó đâu phải xảy mới có 1-2 tháng đấy đó. Nó xảy hàng cả chục năm rồi. Biết bao nhiêu người bị oan. Thành ra mình giải quyết cái vấn đề mình phải biết là giải quyết tận gốc rễ. Chứ không phải giải quyết cái lơ tơ mơ như vậy. Lơ tơ mơ như vậy là người dân vẫn còn tiếp tục xuống đường ở nhiều chỗ khác. Rồi nó sẽ có những cái vụ mà lấn cấn rồi cái người dân ở Đồng Tâm là sẽ tiếp tục biểu tình nữa cho con. Đừng có tưởng người dân không biết những cái trò lưu manh của cộng sản đâu. Người ta biết hết á. Một lần nữa TV xin nhắc lại ở trên trên đây là cái điều rất là khẩn thiết nha quý anh chị em. Cái điều khẩn cấp là chúng ta phải cùng nhau cứu cái sự thật. Thì TV không dám gọi sự thật trong lòng của TV 256 thì ông Vương Văn Thả đây là một anh hùng đó. TV nói là ông là anh hùng đó. Tại vì ông là một người dám rồi là đương đầu cả một chế độ mà bất kể cái mạng sống của mình, sẵn sàng rồi là dương cao cái là cờ vàng ba sọc đỏ. Ông là anh hùng đó. Cá nhân TV cho là anh hùng đó. Có thể quý anh chị, nãy giờ TV không dám nói vì TV sợ những nhiều quý anh chị nghĩ rằng là ông không phải là anh hùng. Rồi nó có những cái ý kiến nó khác biệt với nhau, rồi nhiều khi mình không muốn nói thôi. Nhưng sẵn hôm nay mình muốn nói cái thật cái lòng của mình luôn. Ông Vương Văn Thả là một anh hùng. Tại vì ông dám rồi là đưa cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Ông dám nói chuyện trước cái lá cờ vàng ba sọc đỏ và ông kêu gọi người dân phải đấu tranh. Nhiều đó thôi. Bởi vì TV muốn thưa quý anh chị em đó, đừng có nên chụp mũ những người đấu tranh. Cá nhân TV đã có một cái, nó quy định rất rõ. Những người đấu tranh là không có nên để là đánh với nhau. Nói thẳng ra như vậy đó. Và muốn mà mình muốn biết là cái người đấu tranh đó có thiệt hay không đó, thì mình hãy nhìn lấy cái thấy cái người đấu tranh đó họ có đi qua cái giới hạn không. Không đi qua giới hạn thì mình cứ tiếp tục mình tôn trọng. Còn khi mà qua cái giới hạn rồi á, thì mình khẳng định đó là người đấu tranh. Phải thật sự như vậy. Bước qua giới hạn là TV không có sợ. Nó có giới hạn đơn giản đó là rằng là cái người đấu tranh đó mà họ hiểu ra được tên Hồ Chí Minh là tên gián điệp Việt Cộng, tên gián điệp của Tàu Cộng. Và họ có thể chỉ mặt tên gián điệp Hồ Chí Minh là tên gián điệp Tàu Cộng đó. Thì đó là những người bước qua cái lằn ranh rồi đó. Tin tưởng họ đi. Tin tưởng họ là những người đấu tranh thật sự. Nó đơn giản thôi. Tại vì đó, chúng ta biết trong cái xã hội cộng sản này đó, mà chúng ta mở miệng ra mà chúng ta nói rồi là chửi Hồ Chí Minh là chúng ta đã vi phạm luật pháp rồi. Việt Cộng nó đưa ra cái nghị định 56 là nó bắt phải tôn thờ Hồ Chí Minh, nó xúc phạm đến lãnh tụ là bị tù rồi.
Và mình khi mà mình biết mà người ở trong nước mà dám gọi là xúc phạm Hồ Chí Minh là mình biết vượt qua cái lằn ranh rồi. Đừng có nghi ngờ gì đó. Tại vì đó, khi mà họ vượt qua cái lằn ranh đó, họ đi ra ngoài đường có một tỷ, họ sẽ gặp tai nạn. Họ chấp nhận đau thương. Họ đấu tranh thật sự, họ chấp nhận đau thương. Những người mà đấu tranh thật sự, thường thường họ chấp nhận đau thương như vậy. Hoặc là họ nói chuyện trước cái lá cờ vàng. Họ biết chắc chắn đây là cái lá cờ vàng của Tổ quốc. Lá cờ vàng truyền thống, nó có xuất phát từ lâu đời. Thì đó là những người yêu nước thật sự. Tại vì khi mà họ chấp nhận cái lá cờ vàng là họ chấp nhận cái bản án, chấp nhận cái chết. Phải tin tưởng họ. Đừng có chụp mũ là cộng sản rồi này nọ rồi an ninh rồi được. Họ đã bước qua cái giới hạn. Tất cả những người bước qua giới hạn, hãy kiên nhẫn với họ. Trong cái cá nhân thì có những cái người mình đâu phải là thánh đâu. TV không có muốn nhắc đến cái trường hợp nào, nhưng mà nó đơn giản để mình suy ra là có cái phần gián điệp. Lẽ dĩ nhiên tất cả mọi người dù là ở tù đi, cộng sản nó cũng chiêu dụ để về phe của nó còn bỏ tiền ra để nó nuôi nó để tạo những tên gián điệp như vậy. Chuyện nó có hết, người ta biết hết, anh em biết hết, những người đấu tranh mà lâu ngày như TV256 là biết hết. Đừng có tưởng là TV không biết là thằng nào nằm dùng, thằng nào là gián điệp, thằng nào là đấu tranh thật sự. Mình đã dấn thân sau 40 năm rồi, mình biết chứ, nói chuyện ra mình biết. Mình đấu tranh mỗi ngày mà làm sao mà không biết, làm sao mà qua mắt mình được. Có điều đó là mình không muốn nói. Lẽ dĩ nhiên trong hai người mà đấu tranh mà chửi với nhau là lẽ dĩ nhiên gần như có một thằng Việt Cộng, một tên là Việt Cộng. Thành ra đó, nếu mà người đấu tranh mà đàng hoàng đó, họ không bao giờ nữa là chửi những người anh em mình. Nói thẳng như vậy đó, họ chấp nhận thương đau, người ta chụp mũ mình Việt Cộng, mình chấp nhận thương đau. Mình không cần phản bác lại, mình không cần phải đánh người ta lại. Phải hiểu như vậy. Những người mà đánh người khác đó, hai người mà đánh nhau quyết liệt đó, bảo đảm có một thằng Việt Cộng trong đó. Nhưng mà làm sao người ta biết? Nhưng mà người đấu tranh từ từ người ta cũng biết thằng nào cộng sản là lòi ra hết. Thằng nào làm gián điệp cộng sản cũng sẽ bị lòi ra hết. Không tránh khỏi cái tai mắt đâu. Nhưng mà cái người mà càng chửi nhiều á, càng chửi nhiều người anh em mình á, là những cái người đó là rất là nguy hiểm. Là càng người ta là càng không tin những người chửi nhiều. Tại vì nó gây ra hai phe để mà đánh với nhau. Hai phe mà đánh với nhau, hai phe dân chủ mà đánh với nhau là gây bất lợi cho cái cuộc đấu tranh. Chắc chắn là gây bất lợi cho đấu tranh. Vì lý do đó, những người đấu tranh thật sự, họ không chửi người khác chửi mình. Mình thấy những người mà cũng là dân chủ mà chửi mình thì mình chấp nhận, mình không đánh lại. Khi mà không đánh lại đó, không phải là mình thua đâu, không phải là mình chấp nhận là mình coi như là mình tình báo gì cộng đâu. Người dân người ta không nghĩ gì, người ta nghĩ cái thái độ của người mà im lặng đó, là họ biết rằng họ mà chụp mũ cái anh kia là cộng sản luôn á thì cái cuộc đấu tranh nó đổ vỡ, nó bị giảm sút.
nó chia hai, chia phé ra. Thành ra vì cái lý do đó mình nên im lặng. Ai chụp mũ mình đó, ai chụp mũ TV 256 cộng sản, ok được. Nhưng mà nếu mà họ là người đấu tranh đó thì TV thưa rằng TV không phản bác, TV không có chửi lời họ. Có thể TV đính chánh một số vấn đề nhưng mà TV không đánh lời họ. Tại vì người ta chụp mũ mình là cộng sản rồi, mình đó, mình nghĩ là mình là người đấu tranh thật sự mà. Mà tại sao thằng đó nó chụp mũ người cộng sản? À, chắc là nó là cộng sản đây, thành ra nó mới chụp mũ mình là cộng sản. Ai cũng nghĩ như vậy. Thì hai người là có một người gián điệp, khổ vậy đó. Thành ra tốt hơn đó, mình chịu cái sự im lặng, mình chịu sự im lặng với anh chị em, hiểu không? Quý anh chị em ở trong nước đó, thì sự thật thì cái đoạn video này TV 256 muốn đưa lên mà TV biết rằng là cũng không có bao nhiêu người để mà xem đâu. Nhưng mà khi mà đưa vào cái hệ thống mà YouTube đó, thì sẽ được hàng ngàn người xem. Thì hàng ngàn người xem đó sẽ cứu ông Thả, Vương Văn Thả. TV mong như vậy thôi. Chẳng lẽ 12 ngày rồi, TV thưa thật với anh chị em là ông Thả nói 12 ngày rồi không có nước, không có điện, mà được thức ăn cũng hết nữa. Rồi làm sao mà sống trong cái 9 người như vậy? 9 người trong nhà ông Thả làm sao sống được đây? 12 ngày. Thành ra hôm nay là một cái chương trình nó khẩn cấp, rất là khẩn cấp. Mọi anh chị em mà thứ nhất là ông Vương Văn Khả là một người Phật giáo hòa hảo, thì quý anh chị em mà thuộc về Phật giáo hòa hảo đó cũng nên để tâm nhiều về vấn đề này. Hãy đến nhà ông Vương Văn Thả ngay tại bây giờ, ngay tại bây giờ để mà cứu ông Vương Văn Thả. Nhưng mà sự thật đây là trách nhiệm của toàn dân, chứ không phải riêng của Phật giáo hòa hảo. Thành ra TV 256 vẫn là kêu gọi toàn dân, nhưng mà những người Phật giáo hòa hảo cần chú tâm nhiều hơn, cần chú tâm nhiều hơn để cứu những cái người mà đồng đạo của mình, mà những người đó vì cái tấm lòng yêu đất nước thôi, chứ họ không có tội. Những người đó họ hoàn toàn không có tội. Cái điều mà 25 của bản hiến pháp 2013 nói rõ, người công dân đó có quyền tự do ngôn luận. Cái quyền tự do ngôn luận là vậy. Cái quyền tự do mình ngôn luận, mình suy nghĩ mà mình muốn cứu cái quê hương của mình, thì mình kêu gọi là cờ vàng ba sọc đỏ. Rồi mình thấy công an, cảnh sát đánh đập những anh em biểu tình quá sát trời luôn, thì mình thấy mình xúc động, mình kêu gọi, hễ mà xuống đường là dùng dao đó, dùng dao chém nó đi, hiểu không? Dùng dao, dùng rửa, dùng mát đó. Trước khi ông Vương Văn Thả ông thâu những đoạn băng đó, TV nghe hết, chẳng phải là không nghe biết hết. Nhưng mà đó là cái quyền của ông. Ông có quyền suy nghĩ như vậy. Con người ta suy nghĩ thì không có phạm tội. Chừng nào á ông lấy dao ông thật sự mà ông chém ông giết người ta thì cái đó là khác. Còn người ta nói là cái quyền của người ta, mà nói gì cũng đúng thôi, hiểu không? Sự thật là mấy mấy cái anh công an bộ đội
gọi là dân phòng vậy đó, mà đánh người ta đó, là các anh đã vi phạm cái quyền biểu tình của người ta. Cái quyền biểu tình nó nằm trình in ở trên hiến pháp đó. Nó ngay điều 25 đó, người công dân có quyền biểu tình. Mấy anh thầm theo cái kiểu mà theo quy định của pháp luật là cái đó là vi hiến. Đã gọi là cái quyền rồi thì không có cái nghị định nào, không có quy định nào của pháp luật hết. Ngay cái điều mà 101 của bản hiến pháp đã nói rõ. Và hiến pháp là những cái điều căn bản nhất mà không có cái một cái nghị định, một cái chỉ thị hay là cái gì mà trên cái bản hiến pháp được. Cái bản hiến pháp là cao nhất rồi. Không có lấy cái nghị định gì ra để mà đè đầu cái bản hiến pháp ấy. Thành ra mấy anh soạn luật không được là vậy. Mấy anh nói là quyền biểu tình mà là, bây giờ làm sao mà mấy anh soạn được cái luật mà biểu tình? Nói cho tôi nghe 26 thôi. Làm sao mấy anh soạn được cái luật biểu tình? Hả? Nó đã là cái quyền rồi, bây giờ anh soạn ra cái luật nào đó, cái luật nào nó cũng nằm dưới hiến pháp đó. Hiến pháp là luật mẹ, cái việc mà anh soạn ra đó là cái luật con rồi. Cái luật con đâu có ăn hiếp mẹ được. Đúng không? Quyền biểu tình là quyền biểu tình thôi. Mọi người đều có quyền biểu tình hết á. Không có cái luật nào mà cản được. Nhưng mà đại khái người ta biết được cái hành xử, cái quyền biểu tình người ta. Người ta hành xử là người ta thấy, thí dụ những người biểu tình người ta thấy mình đó, mình đó mà đi mà lầm xe, lúc mà đi trên đường á, trên đường giao thông thì mình thấy mình không đúng, cản trở cái lưu thông, thì người ta không đi thôi. Nhưng mà thí dụ á, mà biểu tình quá đông rồi đó thì đường dịch nào cũng đi. Còn đây nè, bây giờ mình biểu tình mà mình có nhiều chỗ để mình đi, những chỗ công viên để mình tập hợp lại, mà bây giờ nó quá sức rồi tự nhiên nó tràn ra đường. Cái đó là cái quyền của người ta. Người ta cũng biết tự giác gì. Nhưng mà cái quyền biểu tình là cái quyền biểu tình. Còn tới hồi mà người ta vi phạm cái luật giao thông, người ta xuống lòng lề đường thì các anh bắt. Tại vì cái quyền nó cũng có biết những cái vi phạm giao thông đồ này nọ, nó cũng có nhiều cái luật của nó. Nhưng mà đông quá thì các anh không có quyền bắt. Nói thẳng như vậy đó. Khi mà người ta đã vượt quá cái con số người như vậy rồi thì không có chỗ chứa thì phải chấp nhận thôi. Các anh nói là quyền, một cái quyền thì không có cái luật nào mà cản nó được. Đâu có luật nào cản nó. Thành ra mấy chục năm rồi, từ thời mà Hồ Chí Minh tới bây giờ mấy chục năm rồi, các anh cũng không có một cái quyền nào biểu tình. Quyền thì có trong hiến pháp, thì hiến pháp mà từ hồi năm 1992, lần trước nữa đó, 92 tới bây giờ bao nhiêu rồi, đúng không? 20 mấy năm rồi, các anh chưa soạn được cái luật biểu tình. Không, cái hiến pháp mà nó đời năm 1992, nhà TV của hai có cái quyển bản hiến pháp đó. TV bản hiến pháp màu xanh đó. 1992 mà tới bây giờ là 25 năm rồi mà chỉ các anh chưa soạn được cái luật biểu tình nữa, thì đừng có mong là có cái luật biểu tình. Các anh chỉ biết lừa gạt dân thôi. Sự thật đó, sự thật là các anh chả phải là đại biểu quốc hội. Cái đó TV nói thẳng qua ra đó. Các anh không phải là đại biểu quốc hội đâu. Một người đại biểu quốc hội thật sự đó, người ta lo cho dân. Người ta, thí dụ đại biểu ở tỉnh Gia Định đi, người ta lo cho tỉnh Gia Định. Người ta thấy đồng bào mình biểu tình tỉnh Gia Định là người ta phải lợi hỏi thăm rồi. Hiểu không? Hoặc là người dân người ta bị đàn áp là người ta phải chạy lại, người ta nói hỏi đại biểu quốc hội rồi.
Ông ơi, đại biểu quốc hội, ông là đại diện cho dân. Bây giờ công an nó đánh dân, ông phải đối xử, ông phải làm sao? Chưa từng thấy. Tôi chưa từng thấy cái đại biểu quốc hội nào mà gọi là đại diện cho dân mà làm những cái chuyện như vậy ở trong cái đất nước này. Thấy không? Mình thấy Vũng Áng, mình thấy Hà Tĩnh như thế nào, người dân khổ sở vì cái gì, cái mà ô nhiễm môi trường như thế nào, người dân biểu tình hàng lên tới 30-40 người, ngàn người, rồi leo lên cái thành của Formosa nữa. Mình thấy người dân rất là hiền, người dân rất là hiền, họ sẵn sàng, có thể họ phóng hỏa Formosa ngay lúc đó, họ không làm. Họ nghe theo lời những cái người mà chủ trang. Chứ sự thật mà nếu mà họ biết rằng nữa, Formosa mà tiếp tục mà xả thải để làm chết thêm cá nhiều nữa đó, chắc họ đốt quá. Nếu mà lúc đó họ biết họ đốt rồi. Bây giờ Formosa lại tiếp tục xả ra biển mà hàng gọi là hàng tấn cái chất thải như vậy nữa, hàng mét khối như vậy nữa, hàng mấy ngàn mét khối mỗi ngày như vậy nữa. Làm sao mà người ta chịu được? Rồi Lienman, rồi bauxit nữa. Cái bauxit nó ở ngay giữa nó, trời đất ơi. Những cái điều đó nó ô nhiễm, nó tàn độc, nó tàn phá cả cái quốc gia này. Nó là khẩn cấp đến cỡ nào luôn ấy. Đúng không? Mỗi người ngày mà mình nhìn cái chén cơm của mình không biết mình ăn cái gì nữa. Cái gì cũng toàn là chất độc không à. Mà các chất độc nó từ cái tên giặc tàu. Mình gọi giặc tàu là đúng rồi. Ai gọi giặc tàu TV cũng nói là đúng rồi. Không? Tại vì nó cướp đất của mình. Nó cướp ải Nam Quang, rồi nó cướp ải Thác Bản Dốc, rồi nó cướp bãi Tục Lãm, rồi nó cướp gọi là núi Lão Sơn, rồi núi đất đó. Cướp luôn cả Hoàng Sa, Trường Sa nữa. Rồi nó xây dựng phi trường ở trên đó rồi. Thành ra đó, bây giờ đó, thằng Tàu đó mà nó đánh mình đó, trong có vài tiếng. Máy bay nó đến từ 2 tiếng, 3 tiếng là nó thả bom mình rồi. Hoặc là nó để cái đại pháo ở ngay cái Trường Sa rồi nó cũng bắn mình rồi là chính xác rồi tới cái đất nước mình rồi. Cái sườn Việt Nam tự nhiên nó bị hở như vậy. Nó hở mà thằng giặc tàu nó muốn làm gì nó làm. Đó là cái yếu điểm của đất nước mình mà hồi nào tới giờ tổ tiên mình biết. Tổ tiên mình biết cái bên hông nó quan trọng. Cái bên hông có dài bờ biển như vậy, thành ra tổ tiên mình chiếm hết tất cả những cái Hoàng Sa, Trường Sa. Dù là thời đó là không có người, mình vẫn tiếp tục gọi là đưa người ra để mà ở để mà trấn giữ. Nói thẳng cho thế giới biết rằng là cái đó là những cái quần đảo của mình. Thấy không? Tổ tiên mình hay lắm đó, chứ không phải là không đâu. Còn cái bên cái phần mà thượng du Bắc Việt đó, quý anh chị em thấy cũng là tổ tiên mình đó. Tổ tiên mình rút khỏi nhưng rút khỏi để là làm ranh giới ở trên những cái đỉnh cao đó. Đỉnh cao đó là thượng du. Nó gọi là thượng du Bắc Việt ở Hà Giang rồi này nọ, Yên Bái rồi, Điện Biên rồi, mấy cái tỉnh mà giáp ở ngoài Bắc là gần như là trên đỉnh cao. Đỉnh cao quá thì mới là giữ được cái biên giới, giữ được giặc nó xâm chiếm. Bây giờ đó, mấy thằng tàu đó nó chiếm cái phần mà đất trên cao hết rồi. Núi Lão Sơn là nó chiếm rồi. Núi Lão Sơn nó chiếm hoàn toàn rồi. Thử hỏi nó tràn xuống Hà Nội là nhanh gấp kỳ luôn. Nó từ trên núi rồi nó nã đại pháo xuống rồi nó tràn xuống là mình chết thôi. Mình đã hở sườn, mình đã hở cái phần trên rồi, ở trong nước đó là nó bị nó nội gián nữa. Trời đất ơi, thằng Tàu nó cứ chạy vô trong nước mình gọi là không cần visa, rồi nó mang súng mang ống, làm sao mà mình biết được. Bao nhiêu hàng hóa xe đó tùm lum tà la, làm sao mình kiểm soát được cái nào là không phải súng, cái nào là súng.
mà súng nó ráp thành những cái bộ phận rời làm sao mình biết được? Nó đâu có ráp sẵn thành một khẩu súng cho mình biết đâu, nó toàn là những bộ phận rời là mình cũng chết luôn. Rồi nó đào hầm đào hố rồi ở rừng đầu nguồn rồi nó cũng thuê bao nhiêu cũng đất đai rồi cũng bán rồi cũng thuê, không còn cái đất nước mình nữa, không còn cái gì nữa. Bảo đảm là phải lệ thuộc cái thằng Tàu thôi, coi như cái nước Tàu nó đang đô hộ Việt Nam mình. Đừng có nghĩ rằng Việt Nam mình vẫn còn đâu, đối với tình trạng này mình thấy mà cái thằng cộng sản nó đâu có mà yêu thương gì cái tổ quốc của mình đâu. Nếu mà nó yêu thương tổ quốc ngay cái đồng tiền đó là nó cũng phải có những hình ảnh của những anh hùng tiền nhân của mình rồi. Anh hùng tiền nhân của mình là Lê Lai, Lê Lợi, Quang Trung, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, đủ thứ hết, biết bao nhiêu anh hùng của mình, chứ đâu phải anh hùng của mình là coi như nó vứt vô sọt rác hết. Bởi vì nó có một cái đồng tiền là Hồ Chí Minh thôi, đó là bằng chứng. Bằng chứng là Hồ Chí Minh đó, bởi vì nó là thằng gián điệp Tàu, thành ra mình nó bắt mình phải kêu gọi bằng bác. Bởi vì nó là Tàu, nó Tàu thành ra nó mới kêu mình gọi nó là bác Hồ. Chứ sự thật đó, cái lịch sử, cái nền văn hóa của mình, cái chính trị, cái về ngôn ngữ của mình ấy, dân phạm của mình đó là phong tục tập quán của mình là kêu là bác Minh. Giống như trong miền Nam kêu là Tổng thống Thiệu, không có ai kêu Tổng thống Nguyễn, không có ai kêu là Tổng thống Ngô hết đó. Người ta kêu là Tổng thống Diệm. Còn ở ngoài Bắc thì cũng phải chịu cái văn hóa, cái ngôn ngữ Việt như vậy chứ, dân phạm như vậy chứ. Tự nhiên đổi ra là bác Hồ à, tự nhiên kêu là họ Hồ, bác Hồ à, có phải thằng gián điệp không? Nội một cái điểm đó không, người ta cũng thấy cái đuôi gián điệp của Hồ Chí Minh rồi. Nguyễn Ái Quốc là chết từ lâu rồi chứ đâu phải. Nguyễn Ái Quốc là chết vì bệnh lao là năm 1932 rồi, nó chết ở nhà tù Hồng Kông rồi. Báo Daily Worker của ông Hoàng Minh Chính này nè, cuốn sách của Hoàng Minh Chính TV còn cầm này nè. Báo Daily Worker bên Anh đã nói là ông chết vào năm 1932 rồi, và ông chết vì bệnh lao nữa. Bệnh lao thì quá đúng rồi. Bệnh lao là phải có thuốc gọi là streptomycin để mà trị bệnh lao. Tại vì một thời gian là TV cũng bán thuốc Tây rồi, TV rất là rành. Thời đó 1932 chưa có ai mà sản xuất ra thuốc trụ sinh mà streptomycin để mà trị bệnh lao. Thì bất cứ ai bệnh lao là gần như phải chết hết. Bởi vì chúng ta không thấy được cái thời gian mà Hồ mà sống. Bây giờ ai có thể trả lời cho TV 256 được ông sống đâu? Lúc mà ông chết năm 1932 rồi cho đến 41 đó, 32, 41 là 9 năm đó, ông ở đâu? Quý anh chị em nào trả lời được câu hỏi đó? Hoàn toàn là bí. Đâu biết ông ở đâu mà nói. Tự nhiên rồi ông xuất hiện ở ngay hang Bắc Bó thôi. Hang Bắc Bó rồi thành lập gọi là chính phủ lâm thời ở Cây Đa Tân Trào, rồi tự nhiên rồi có quân đội, rồi muốn thành lập chính phủ đâu phải dễ đâu, phải có tiền bạc, có quân đội thì toàn là quân Tàu không, cũng vậy thôi. Tàu nó tung tiền đó, mướn người Việt để mà làm quân gì mới thành lập chính phủ được, rồi cướp chính quyền được. Tất cả là do bàn tay đạo diễn của thằng Tàu không. Đến nỗi cái lá cờ mà đỏ sao vàng cũng là cờ của Tàu, của Tàu tỉnh Phúc Kiến thôi. Lịch sử bây giờ nó đã rõ như vậy rồi.
các anh không có thể nào mà chẳng lẽ không biết cái lịch sử như vậy, cái lịch sử rõ ràng như vậy đó. Hồ Chí Minh là một tên gián điệp tàu, bởi vì nó không có ngần ngại, mà nó không có thương tiếc gì người dân của mình, bởi vì người ta nói 172.008 người mới chết trong cái cải cách ruộng đất như vậy, mà nó giết ngay cả bà Nguyễn Thị Năm, là cái bà mà nhìn mình giúp đỡ cho nó, người bị mà giết đầu tiên mà nói sau này rồi cái giả rồi dài giọt nước mắt rồi nói rằng là tại vì Trường Chinh thôi, chứ ổng không có chủ tịch nước, ổng đâu có biết là ổng đâu có muốn có vụ cải cách ruộng đất mà giết người quá xa trời. Rốt cuộc cái cung đàn cù của Trần Vĩnh là vạch trần ra là Hồ Chí Minh rồi là bịt cái râu để mà đi gọi là tham dự cái ngày mà đấu tố với bà Nguyễn Thị Năm. Trời, nhục nhã thiệt. Một người chủ tịch mà làm bịt râu để mà đi tham dự cái buổi đấu tố đầu tiên, mà nói rằng là tôi không biết, do ông Trường Chinh ông phát động cải cách ruộng đất, mà chủ tịch mà không biết mà mấy năm trời như vậy mà giết 172.000 người. Rồi thôi à. Rồi cũng sống phay phay à. Đấy như cái. Rồi mà cái tin tức mà đã báo BBC mà đăng đó, quý anh chị em vào BBC thôi coi cái. Lúc mà trận chiến 1979 đó, những tên tàu đó, nó qua nước mình đó để mà nó cứu Hồ Chí Minh đó, nó bị đầu độc đó là Hồ Chí Minh vẫn còn sống, và Hồ Chí Minh bị Lê Duẩn rồi là hãm hại rồi bắt giam, thành ra nó đi xâm lược cái đất nước Việt Nam này đó là nó muốn cứu, giải cứu Hồ Chí Minh, giải cứu tên tàu gián điệp tàu. Coi như Hồ Chí Minh bị Lê Dũng giết rồi. Và đài BBC họ phỏng vấn những người tàu như vậy. Chuyện nó có thật đó quý anh chị em. Quý anh chị em cứ vô cái trang nhà bbc.com rồi quý anh chị em gõ rồi là Hồ Chí Minh, hoặc là họ gõ rồi là trận chiến 1979 với Trung Cộng, thì nó có phỏng vấn những người lính như vậy, nó làm ngạc nhiên, gọi là nó làm cho chúng ta thấy là nó có một cái sự liên quan nào đó mà giữa Hồ Chí Minh và giặc tàu. Quá nhiều bằng chứng. Nếu mà quý anh chị em có mà coi chương trình nói chuyện của TV26 đó về Hồ Chí Minh có phải là gián điệp về tàu có không, thì quý anh chị em sẽ thấy TV256 cung cấp đủ tất cả các bằng chứng. Nhiều bằng chứng đó. Nhiều bằng chứng cho là giặc tàu. Nội mà ngay cái cầm cái viết thôi. Cách cầm cái viết cũng giống như cầm cái cọ sơn để mà quậy mấy cái chữ tàu. Rồi ngay cả là tiếng nói cũng dùng là phiên âm. Phiên âm là giống như phiên dịch cho những người ngoại quốc để nó học tiếng Việt thôi. Chứ Hồ Chí Minh mà Nguyễn Ái Quốc mà thật sự họ học lên tới trung học rồi đâu phải dở như vậy. Đâu phải viết mà lỗi chính tả tùm lum. Hồ Chí Minh còn khi xưa là coi như là một ông thầy nữa. Gọi là Nguyễn Ái Quốc ấy. Viết chữ rất là đẹp. Rất là đẹp rồi cho để mà xin việc ở của người Pháp, xin việc để dạy trường thuộc địa, viết chữ rất là đẹp, nhớ không? Rõ ràng là Nguyễn Ái Quốc là đã chết rồi, Hồ Chí Minh là mạo danh
Bởi vì nó trong cái lịch sử, mà trong cái cuốn sách của đảng nó có những câu gọi là Nguyễn Hồ Chí Minh mau nói chuyện đó, nó ghi nguyên văn đó là Hồ Chí Minh nói chuyện Nguyễn Ái Quốc và tôi. Nguyễn Ái Quốc và tôi, anh nói rõ ràng là hai người đó. Nhưng mà sau này ông cứ nói Nguyễn Ái Quốc là Hồ Chí Minh. Thành ra đó không có người nào mà gọi là lên tới chức chủ tịch nước rồi tự nhiên đổi cái họ của mình là họ Hồ Chí Minh, đổi họ đổi tên mình như vậy. Người ta làm chủ tịch nước thì người ta phải lấy tên là Nguyễn Sinh Cung hoặc là Nguyễn Ái Quốc, chứ không ai làm gì hết. Chỉ có chết rồi. Quá nhiều điều để mình nói về Hồ Chí Minh. Bởi vì mới kêu là Phạm Văn Đồng ký Hoàng Sa Trường Sa cho tàu dập tàu. Bởi vì Phạm Văn Đồng phải ký đem lá cờ máu vào trong cái đất nước, rồi để sau này cái cờ đó thành một cái ngôi sao thứ năm, ngôi sao thứ sáu nữa. Một ngôi sao thứ năm là ngôi sao nhỏ, mong hồi mãn tạng, rồi bây giờ tới Việt Nam coi như là một chư hầu của Đại Hán rồi. Mà Đại Hán là thì mình biết là Đại Hán là luôn luôn là có cái chủ nghĩa bá quyền. Bá quyền đó là đem quân đi đánh nước khác, đem quân đi chiếm để mà làm thuộc địa, làm nô lệ. Thành ra đó, cái ngôi sao Việt Nam nó sẽ là một cái ngôi sao thứ năm trong cái ngôi sao nhỏ. Bốn ngôi sao là những cái nước mà nô lệ cho tàu. Chẳng khác nào người nước Việt Nam sẽ trở thành một cái người nước nô lệ cho giặc tàu, cho người Hán. Họ không có đối xử bình đẳng đâu. Họ không phải là họ giống như cái nước Mỹ đâu. Nước Mỹ họ đối xử rất là bình đẳng, với họ mang rất là nhiều quyền lợi cho những người mà mỗi da đỏ hoặc là người Spanish. Tại vì cái đất Mỹ này nó có những cái cuộc chiến tranh với màu da đỏ rồi Spanish này nọ, rồi họ cho tất cả những quyền lợi cho họ, chứ không phải là giống như là nước Tàu mà đi tàn ác hết những cái người mà nhắc đến người tàn ác, những người Tây Tạng, những người kinh hoàng, hàng trăm người gọi là họ trở thành những cái đuốc sống. Họ trăm người, hàng trăm người họ tự thiêu mà họ không cứu được cái quê hương của họ. Họ hy sinh như vậy. Những người như vậy đó, dân tộc Tây Tạng với dân tộc mà dân tộc cái gì nhỉ, tự nhiên cái quên. Bây giờ càng ngày càng lớn tuổi thì nó rất là dễ quên đó, quý anh chị em ơi. Cho nên nhiều khi đó mình nói chuyện nó bị cắt ngang nữa. Thiệt đó. Anh cuối chữ Dương Văn Thả nha anh. Dạ anh, bởi vì mình hôm nay là mình kêu gọi chính thức là tìm cách cứu Vương Văn Thả nha. Và TV muốn chia sẻ điều này đó. Quý anh chị em ở trong nước đó, mà nếu mà cần thiếu hụt về những cái phương tiện, TV nói thẳng là phương tiện, nếu mà cần phương tiện đó, xin liên lạc với TV 256. TV hứa như vậy. Mà cũng trong một cái giới hạn mà có thể để mà có đủ phương tiện cho quý anh chị em để mà hoạt động, để mà cứu ông Vương Văn Thả. Nếu mà cần cứ hỏi cho nói chuyện với TV 256, liên lạc với TV 256, liên lạc bằng Messenger, bằng
email và nói chuyện, rồi TV sẽ có thể là tìm cách để mà yểm trợ cho những cái phương tiện đó. Thí dụ quý anh chị em cần cái phương tiện nào mà cần phải có tiền bạc, thí dụ vậy đó, hiểu không? Để mà tại vì trong cái tình trạng mà mình biết mà cái đất nước mình á, nhiều anh em đấu tranh mà hoàn toàn không có phương tiện, nó tội nghiệp như vậy đó. Không có phương tiện thì cần những cái gì thì mình TV sẵn sàng, TV cũng liên lạc được rất nhiều anh em ở đây, và người ta sẵn sàng, người ta giúp đỡ thôi. Cá nhân TV cũng giúp đỡ trong các khả năng cá nhân của TV, nhưng mà vẫn có nhiều người người ta muốn hỗ trợ, người ta đóng góp, mà mình phải nói, những người trong nước phải nói, phải dự trù cái project của mình, dự trù cái phần mà chi phí hoạt động như thế nào, làm cách nào để mà cứu ông Vương Văn Thả. Mình hoạch định ra cái chương trình cứu ông Vương Văn Thả như thế nào, hiểu không? Và mình cứu Vương Văn Thả, và có thể mình có những cái phần video mà mình chứng minh được, bảo đảm với anh chị em là có cái sự hỗ trợ. Tất cả là trách nhiệm chung ấy. Tất cả đều là trách nhiệm chung ấy. Mình đừng có nghĩ rằng là mình đừng có nghĩ rằng là thí dụ đó mình làm như vậy để mình kiếm đồng tiền. Không phải như vậy. Người ta cũng không phải nghĩ như vậy nữa. Chỉ có mấy thằng cộng sản nó mới nói như vậy, nó mới đến làm nhục với anh chị em như vậy. Nó làm nhục để nó nói là những người đấu tranh đó là không phải thật sự đi đấu tranh mà đi kiếm tiền. Trong khi đó đó, những người đấu tranh ở trong nước, ở hải ngoại đều là cái trách nhiệm ngang nhau đó. Ở hải ngoại này có tiền thì phải hỗ trợ cho người trong nước thôi. Người trong nước người ta không có tiền thì làm sao mà người ta hoạt động hiệu quả được. Thì lấy nhiên là mình phải gọi là hợp tác, hợp chung tay với nhau chứ. Ai cũng có trách nhiệm với đất nước mà. Thành ra ở bên này hải ngoại nhiều người ta có tiền thì người ta giúp cho quê hương đất nước ta là bình thường lắm. Thành ra đó, mình đó, phải nói như thế này, người trong nước mà nhận tiền của hải ngoại đó, mình phải hiểu là người trong nước nhận đây là nhận những đồng tiền danh dự. Đi đi nói thẳng như vậy. Đồng tiền danh dự đó. Đừng có tưởng là người hải ngoại này là họ không biết đó. Không? Họ biết, họ đóng góp cho những người đấu tranh đó, là người dân đó, đóng góp cho cái người đó đại diện cho dân, để mà làm việc cho dân. Thành ra nó trở thành cái đồng tiền danh dự. Nó phải giống như cộng sản. Cộng sản các anh nuôi nó, đóng thuế cho nó, nhưng mà rốt cuộc nó lại đày đọa các anh. Nó đày đọa người dân. Người dân hiện tại sống như là không phải cái quê hương của mình. Gọi là người dân rồi là đang sống cái cuộc đời mà nô lệ trên chính quê hương của mình. Nó đau khổ như vậy đó. Thành ra đó, nhớ là quý anh chị em đó, mà có nhận tiền được á, làm ơn nên hiểu đó, đây là những cái đồng tiền gọi là danh dự. Người ta mới đưa ra cho mình, chứ không phải là người ta đưa đồng tiền cho những người bá vợ đâu. Là những người người ta biết là dám hy sinh. Hiểu không? Và đó là những cái đóng góp chung thôi, chứ không phải rằng là những đồng tiền đó. Phải hiểu đồng tiền danh dự vậy đó. Hiểu không? Coi như các anh làm việc cho cả nước vậy.
những người đồng bào ở đây cũng lúc nào cũng canh cánh cho cái quê hương ấy. Đồng bào bỏ ra biết bao nhiêu, bỏ ra biết bao nhiêu công sức rồi. Giống như TV26 bỏ hàng mấy chục năm, thay vì lẽ phải đi chơi ở bên Mỹ, muốn đi chơi thì thiếu gì chỗ chơi, mà tại sao phải ngồi đây để mà viết bài, để mà tốn thời gian, tốn tiền bạc, tốn máy móc được, mua cái này mua cái nọ được, rồi gửi tiền về trong nước nữa, mà mình không có lấy được một cái lợi, một cái đồng xu nào. Quý chị em thấy rõ điều đó. Tất cả vì cái lòng quê hương thôi. Bây giờ ông thả cũng vậy, cái lòng quê hương của ông vậy, và ông chấp nhận ông chết như vậy. 12 ngày rồi quý anh chị em ơi, mà trong có đó có một bà cụ già rồi, là má của ông thả đó, là 80 mấy tuổi rồi, xong rồi lại là đứa con rồi là 14 tuổi đó, tập quyền nữa, đứa con gái tập quyền nữa, rồi bây giờ có một đứa bé là 4 tháng nữa. Đứa bé 4 tháng mới biết bò thôi, mà bây giờ không có điện, không có nước. Thử hỏi cái nhà cầm quyền nào mà nó tàn độc như vậy không? Nhà cầm quyền không có quyền, hoàn toàn không có quyền cúp điện, cúp nước người dân. Hiểu không? Cái luật nào cho phép nhà cầm quyền cúp điện, cúp nước của người dân, gọi là cắt đi cái sự sống của người dân? Không có nhà cầm quyền nào trên thế giới làm như vậy đó, ngoại trừ cái thằng cầm quyền cộng sản. Thành ra đó, cái cuộc chiến đấu này đó là cuộc chiến đấu rồi, là nhất định chỉ có một điều kiện thôi, là phải giải tán cái đảng cộng sản này, cái đảng tội ác này, nó toàn là những làm những cái chuyện tội ác đó. Nhớ cái chuyện đồng tâm mới hôm qua, em kia cũng vậy, cúp điện cúp nước mấy ngày, bây giờ lại nghe theo lời cái tên mà đại tá rồi là Nguyễn Đức Trung nữa. Nói thật đó, mai mốt rồi mới thấy được cái sự phản thùng của nó. Cái thằng cộng sản là không có thể tin được, hiểu không? Mà mình thấy rõ là cái vụ nó giải quyết là không có êm rồi, hiểu không? Muốn giải quyết là phải giải quyết tận gốc rễ. Tại vì cái vấn nạn đó, vấn nạn chung của toàn dân mà, chứ đâu phải vấn nạn của một tỉnh đâu. Mà tại sao là giải quyết đơn phương như vậy? Trách nhiệm phải là cái người cầm đầu chứ, đâu phải là trách nhiệm của ông đại tá rồi là Nguyễn Đức Trung. Trách nhiệm của tên Nguyễn Phú Trọng, quý anh chị em phải hiểu điều đó. Hiện tại đó thì nghe nói là cũng có nhiều người đến nhà ông Vương Văn Thả đó, mà không biết tụi công an phải đối xử như thế nào đấy. Nếu mà mọi người đều đến đó, mà đến với một số đông như vậy đó, chẳng lẽ là mình sợ những tên công an như vậy? Người ta có quyền người ta thăm một cái người anh hùng chứ. Người dân người ta có quyền người ta thăm bất cứ ai, thăm bất cứ nhà nào, không có được ai cản trở đó. Đúng không? Luật pháp không có cản trở người dân người ta đi thăm một người. Chúng ta nên nhớ như vậy đó. Bằng mọi cách phải cứu ông Vương Văn Thả. Ông là một người, ông chấp nhận hy sinh, ông đấu tranh cho tất cả chúng ta, ông đấu tranh cho cả nước, mà ông không màng cái sinh mạng của ông, cái sinh mạng của cả gia đình ông nữa. Mà tại sao chúng ta lại thờ ơ như vậy? Chúng ta không thể thờ ơ được, hoàn toàn không thể thờ ơ được. Đúng không? Đừng có quá tàn nhẫn. Có nhiều người có thể nói rằng là ông Thả đây là một người gọi là làm việc cho chính phủ lâm thời gì đó của ông Đoàn Minh Quân đó, người ta nói như vậy. TV không cần biết ông làm việc cho ai, và TV cũng chẳng bao giờ tuyên bố mà đi đánh ông những người anh em của mình.
có thể những điều mà TV có thể là không đồng ý thôi, nhưng mà không bao giờ đi đánh người anh em với mình. Nhớ là vậy. Ông Đoàn Minh Quân là thành lập cái chính phủ lâm thời, rồi ai tự nhiên ông tự xưng là thủ tướng, nói những cái câu đó rất là tàn nhẫn. Tôi nói thật đó. Không phải tự nhiên mình vỗ ngực mình xưng là thủ tướng được đâu. TV nói thẳng với, trả lời với anh chị em như vậy. Trong tất cả các tổ chức, tập hợp nào, đảng phái nào, không phải ai mà tự xưng được đâu. Quý anh em biết rõ điều đó. Có bao nhiêu người, người ta cũng phải bầu qua cái thủ tướng. Một cái tập hợp thế nào cũng có người rồi, thôi bây giờ anh phải giữ cái chức thủ tướng đó đi, để cho mấy anh em bỏ phiếu chấp nhận anh thủ tướng, chứ không có ai tự mà vỗ ngực được. Bất cứ cái tổ chức nào, không phải tự nhiên mình nói tôi là thủ tướng nè, bây giờ các anh bây giờ tập hợp với tôi, tập hợp để mà người làm trung tướng, người làm này, chuyện đó không có. Muốn mà đấu tranh thường thường là những người phải tập hợp một thành một nhóm trước. Theo TV hiểu như vậy, mình phải có một nhóm trước, 10 người, 20 người, đến lúc mà 30 người, 50 người rồi, bắt đầu của mình mới bầu ra cái người thủ tướng. Thấy không? Bây giờ tôi muốn thành lập chính phủ. Bây giờ chính phủ, bây giờ tôi cần một cái túc số là cỡ khoảng bao nhiêu người? 100 người, 200 người tụ họp với nhau để mà thành lập nên cái chính phủ. Khi mà họ chịu thành lập như vậy rồi mới bầu ra cái thủ tướng được. Tổ chức nào cũng vậy thôi, nó có cái sự bầu bán đàng hoàng. Đồng ý là ít người thôi, chứ hoàn toàn mà nó cứ nói là ai bầu, có người bầu, bảo đảm như vậy. Không có ai mà tự nhiên mà vỗ ngực mình là thủ tướng. Không có chuyện đó. Có người bầu mình làm thủ tướng, có thể là nó một cái số ít người thôi. Hiểu không? Tạm thời cho anh lấy cái tại vì thủ tướng chỉ là lâm thời mà. Nó lâm thời chứ không phải là thực thụ đó. Mà cái thiên hạ cái thắc mắc là ông này chưa được bầu. Chưa, không có ai bầu, ông tự vỗ ngực. Ông tự vỗ ngực, làm sao tự vỗ ngực được. Cái điều mà nó thô thiển như thế mà cũng hỏi TV không đồng ý. TV hoàn toàn không đồng ý được đó. Thành ra đó, mình biết là những người anh em của mình đó, tại sao không nhắm cái thằng cộng thù mà bắn. Mấy anh em mình đó, người ta không có cầm quyền. Ông Đào Minh Quân không có cầm quyền. Ông chưa có một cái quyền hành nào. Ông chưa có quyền hành nào đối với người dân hết. Ông chưa hoàn toàn, ông là chỉ là một cái tổ chức thôi. Nó không cần phải mình phải đánh ra tay. Được không? Nó không cần mình phải ra tay. Mình ra tay là phải ta ra tay thẳng với thằng cộng sản. Cái thằng đó nó đang cầm quyền, mình phải lôi cổ nó xuống. Đó là nhiệm vụ của mình, chứ không phải nhiệm vụ mình đi đánh người này đập người kia, đập tổ chức nọ, đập anh em nọ, mà trong đó cũng là người gọi là đấu tranh, cũng là người mang cờ vàng mang sọc đỏ mới chết chứ. Cái đó là không chấp nhận được. TV nói thẳng không chấp nhận được. Đừng bao giờ đánh anh em mình, đánh những cái người mà đang cầm cờ vàng ba sọc đỏ giống như mình. Hãy nhắm kẻ thù mà bắn. Đừng bao giờ mà làm những cái chuyện mà đi ngược đời như vậy. Mình đấu tranh ít ra mình cũng phải có cái quan điểm rồi là trong sáng chứ.
mình đâu có hiểu gì mà tổ chức mà Đào Minh Quân đâu. TV 256 cũng hoàn toàn không hiểu tổ chức Đào Minh Quân. Nhưng mà TV không có làm cái chuyện đó. Tổ chức người ta, mình phải nằm trong đó mình mới biết cái chiến thuật, cái chiến lược của người ta. Nó có những cái chiến thuật mà nhiều khi đối với thằng Cộng sản, không phải cái gì mình cũng phải thật tình với thằng Cộng sản. Mình có thể mình thật tình với anh em, nhưng mà mình đối với thằng Cộng sản nhiều khi mình cũng phải, nhưng nó trở thành một cái chiến thuật, mình phải làm như vậy thì nó mới sập được, nó mới có lợi cho cái cuộc đấu tranh. Có thể nó, có thể nó hô là nó có thể là nó phóng đại quá đó. Nhưng mà cái đó không cần thiết để mình đánh người ta, tại vì người ta cũng là đấu tranh như mình, cũng là cờ vàng ba sọc đỏ như mình, đó. Tội giả gì mình không dùng cái sức lực của mình. Mình tập trung cái sức lực mình để mình đánh cái thằng Việt Cộng thôi. Mình đánh cái thằng Nguyễn Phú Trọng nè. Mình kêu cái tên, cái bộ mặt của thằng Nguyễn Phú Trọng ra. Mình đánh, mình đâu có sợ sai lầm đâu. Mình không sợ sai lầm. Mình đánh Nguyễn Tấn Dũng, mình cũng không sợ sai lầm. Mình đánh bất cứ cái tên cầm quyền nào, nó không sợ sai lầm. Từ Nguyễn Xuân Phúc, của Trần Đại Quang, hay là Nguyễn Thị Kim Ngân gì, mình đánh những tên đó, cứ đánh đi. Tội giả mình đánh anh em mình. Khi mình đánh anh em mình đó, TV nói đó, nó sẽ chia rẽ, nó sẽ chia hai phe. Rồi cái hai phe đó, người này bên này chụp mũ bên kia Cộng sản, bên kia chụp mũ Cộng sản là thôi rồi. Đồng bào nó cứ như vậy không, không có giải quyết được cái vấn đề Việt Nam. Đúng, chia hai phe là được. Họ có làm như vậy gì đi nữa, nó thuộc về chiến thuộc chiến lược của họ, không có sao hết đấy. Hiểu không? Bỏ con giữa chợ là như thế nào TV cũng không hiểu nữa. Hiểu không? Không cần thiết. Họ đòi hỏi rằng là khi mà những cái người đấu tranh của một tổ chức nào đó mà bị bắt thì là phải lo cho họ. Nếu mà suy nghĩ như vậy đó, nói thiệt TV cũng không thích đâu. Một khi mà mình đã dấn thân rồi đó, mình đó mà bị bắt, bị giam cầm, nói thiệt cái chủ trương của TV đó là không cần ai lo hết. Mình có trách nhiệm bản thân của mình. Mình không cần bất cứ một người làm lo hết. Cứ để mình ở tù đi, không sao đấy. Nghe không? Ở tù đến lúc mình chết thì mình chết thôi. Chả cần phải ai lo hết. Nghe không? Đã khi mình đấu tranh rồi mình phải chấp nhận. Chứ đâu phải mình nghĩ rằng là khi mình đấu tranh rồi mình bắt, bị bắt rồi phải có người lo cho mình. Không cần thiết. Thiệt đó, lấy hôm nay đó, nghe cái cần mọi người cứu giúp Dương Văn Thả rất là đúng. Anh Nguyễn Duy Khánh, cảm ơn anh đã có những cái lời chân tình như vậy. Mình rất cần cái sự mà cứu giúp cái ông Lê Văn Thả này, anh hùng Lê Văn Thả. Ông là một người anh hùng, ông dám người là dương cái cờ vàng ba sọc đỏ ra mà để mà chấp nhận người là đấu tranh, người là trực diện với thằng Cộng sản. Là người anh hùng mới làm được những chuyện đó. Hồng Thái Hoàng cũng làm được những cái chuyện đó. Bởi vì TV, đừng có nghĩ là TV không biết những cái hình ảnh đồ này nọ của Hồng Thái Hoàng. Nhưng mà cái chuyện đó, chuyện cá nhân, đưa ra những hình ảnh đó, TV còn đập những cái người mà như vậy nữa. Những người đó tiếp tục đưa ra cái hình ảnh cá nhân
đâu phải là ai là thần thánh đâu, đúng không? Nhưng mà người đấu tranh mà người ta đã vượt qua cái giới hạn đó rồi thì phải tôn trọng, phải nên cẩn thận, không có nên mà đánh cái những người đấu tranh như vậy, nó vượt qua cái giới hạn rồi. Mà cái giới hạn mà TV256 chia sẻ là Hồ Chí Minh và lá cờ vàng ba sọc đỏ đó. Khi mà anh mà sử dụng lá cờ vàng, anh mà đánh vô Hồ Chí Minh đó, thì đi ra ngoài đường anh chấp nhận thương đau. Sự thật như vậy, tại vì nó có một cái số thành phần mà nó bị đầu độc lâu ngày đó, nó gọi là cuồng hồ, nó cuồng hồ rồi nó cuồng đảng nữa, thấy không? Làm những người đã chấp nhận vượt qua cái lằn ranh rồi đó, đừng có nghi ngờ họ, quý anh chị em, họ đã cầm cái lá cờ vàng rồi, đừng có nghi ngờ họ. Thành ra đó, sự thật TV không đồng ý cái vấn đề mà đạp mặt Hồ Chí Minh. Nói thật, ông Đào Minh Quân, TV không đồng ý điều đó thôi. Nhưng mà TV cũng không thấy làm quan trọng. Tại vì đó, nếu mà mình nghĩ lại đó, thì nó cũng đúng thôi. Khi mà giống như là đây là một cái bằng chứng để mà có thể là mình, đây là những người chống cộng đây, thấy không? Chứ mà đạp mặt thì đâu có thằng Việt Cộng nó cũng đạp được vậy. Đó là cái lý luận đơn giản như thế. Rồi mình ghi ra những tên tuổi địa chỉ của mình nhiều khi nó không được an toàn. Đại khái là mình thấy những sự việc như vậy thôi. Nhưng mà mình chỉ nói thôi chứ mình không có bao giờ chống đối đâu. Không bao giờ chống đối những người anh em cờ vàng của mình. Không có. Mình phải giữ cái quan niệm chung như vậy. Tất cả mọi người Việt Nam mà giữ cái quan niệm chung là đừng có đánh những anh em mình. Thì mình mới kết hợp được. Mình mới tạo được cái sức mạnh tổng hợp, một cái đoàn kết để mà giải trừ cái đảng cộng sản này. Còn mình chỉ đánh nhau rồi mình làm mất niềm tin đủ thứ rồi mình giải quyết không được. Bây giờ các quý anh chị em có muốn nghe TV nói chuyện về vấn đề nào nữa không? Nãy giờ là 1:28 rồi. Nhanh thiệt. Mà cái giọng mình cũng khan rồi. Quý anh chị em nào có text chat kêu muốn TV chia sẻ về vấn đề nào nữa không? TV sẵn lòng nha. Bất cứ câu hỏi nào cũng được. Bất cứ câu hỏi nào TV cũng vui vẻ trả lời thôi. Cộng sản hay là dư luận viên gì hỏi cũng được, không sao. Trực tiếp ngay bây giờ, cực nóng nha. Cái tin mới nhất nha, cộng sản truy sát gia đình ông Vương Văn Thả ngày 24/4. Chà, cái này mình không biết như thế nào. Mình thì mình kêu gọi như thế thôi. Bây giờ là 1:00, 2:00 trưa đây nè. Nếu mà đồng bào mà kéo đông thiệt là đông nữa thì tụi nó không làm gì được đâu, mà phải cứu trợ người ta chứ đâu phải là tàn ác quá gì. 12 ngày mà không điện, không nước, rồi không ăn, không có biết đủ thức ăn, thức uống không nữa. Bảo đảm là nước là không đủ rồi. Cúp nước rồi sao mà có nước mà sống. Mình không hiểu nữa. Mà quý anh chị em, vô trong cái video của ông Vương Văn Thả đó,
thấy cục đá trần dần gì nè, cục đá nó lớn bằng cái tay mà tôi đang chia sẻ với anh em nè, cục đá nó to như vậy mà bốn cục đá lớn như vậy nó trội vô nhà ông Vương Văn Tạ. Quý chị em thấy tàn nhẫn ghê không? Rủi ra cái cục đá nó trúng vào đầu mình làm sao? Làm sao mà mình có thể mình sống được đây? 12 ngày rồi quý anh chị em ơi. Quý chị em nghe cái thông tin này thì phải tiếp tay đi. Tiếp tay để mà cứu một cái người anh hùng. Một người mà dứt khoát, rồi là chống cộng quyết liệt như vậy. Chúng ta kiếm một người anh hùng như vậy khó lắm, không phải dễ đâu. Chấp nhận rồi là đau thương, chấp nhận cái chết. Chấp nhận cái chết, chúng ta kiếm không ra đâu. Đúng không? Thành ra đó chúng ta phải dồn tâm, dồn trí để mà cứu cái người anh hùng này. TV kêu gọi nãy giờ cũng khang cổ rồi đấy. Mong là quý anh chị em trong nước nghe lời kêu gọi của TV256 nha. Để mà nhớ, nhưng mà nhớ rằng là nếu mà cần những cái phương tiện, TV nói như vậy thôi, những phương tiện thì hãy gọi cho TV256. Những phương tiện về, lẽ dĩ nhiên phương tiện về tài chánh rồi, nó thẳng ra đấy. Nếu mà cần tài chánh, liên lạc TV256 để mà mình có thể mình giải cứu được cái người anh hùng này, tìm mọi cách để giải cứu cái ông Vương Văn Thả. Đúng không? Rồi TV256 xin mến chào quý anh chị em nha. TV xin dừng lại cái chương trình hôm nay. Mến chào quý anh chị em.